Chiều ngày 13 tháng 6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá, đã chủ trì họp với các bộ ngành về điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật tư xây dựng, cước phí vận tải, nguyên liệu đầu vào của nông nghiệp, giá một số thiết bị vật tư y tế, giáo dục. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, trong 5 tháng đầu năm, áp lực lạm phát rất cao, nguyên nhân là do các nước áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng. Bên cạnh đó, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại nên cầu tăng nhanh. Cùng đó, tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine cũng làm cho giá lương thực, xăng dầu, năng lượng tăng cao, ảnh hưởng đến điều hành lạm phát của các nước. Theo đồng chí Lê Minh Khái, thời gian tới áp lực lạm phát còn cao hơn nữa, nhất là giá xăng dầu tiếp tục gia tăng, gây tác động tới giá một số dịch vụ, hàng hóa khác như giáo dục, y tế, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, triển khai hiệu quả các biện pháp bình ổn giá. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, phải tiến hành kiểm tra ngay các yếu tố hình thành giá để có biện pháp xử lý kịp thời.